Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ đang là 14 giờ, tức là 2 giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 45 độ C và độ ẩm đang là 52%. Với cái thời tiết như thế này và với cái thời gian là 2 giờ chiều như này, bên mình đang chuẩn bị đóng hàng, chuyển đà điểu đi tỉnh. Cụ thể là bên mình sẽ chuyển 6 con đà điểu đi Hà Giang. 6 con đà điểu này sẽ được bên mình vận chuyển gửi đi bến xe Hà Giang cho khách hàng của bên mình. Nhiệt độ 45 độ C, độ ẩm 52%. Mà đà điểu của chúng ta lại được đóng hàng, chuyển ra nhà xe, đóng trong cái thùng xe của xe khách và vận chuyển đi Hà Giang. Vấn đề mà vận chuyển đà điểu như này thì rất nhiều khách hàng là băn khoăn là đà điểu có an toàn không, đà điểu có khỏe mạnh không, có gặp vấn đề gì trong quá trình vận chuyển hay không. Thì câu trả lời là hoàn toàn là không các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ mình sẽ làm một cái công việc hàng ngày mà mình hay làm, đó là chia sẻ cái thông tin khách hàng của bên mình trong mỗi video. Khách hàng của bên mình tại địa chỉ là bến xe Hà Giang. Từ bến xe Hà Giang này về tới nhà của khách hàng của bên mình thì như mình đã trao đổi thì khách hàng bảo là còn khoảng 40-50 km nữa thì mới về đến nhà của khách hàng cơ. Nhưng mà khách hàng hẹn bên mình là nhận hàng ở bến xe Hà Giang. Số điện thoại khách hàng của bên mình là 0816 332 666, Zalo là điện thoại điện máy Tráng Kim. Quý vị ở khu vực Hà Giang, cụ thể là ở gần bến xe Hà Giang thì có thể liên hệ với khách hàng của bên mình nhé, để tham quan cái mô hình chăn nuôi kinh doanh đà điểu của khách hàng của bên mình, cũng như là để trao đổi kỹ thuật với nhau, cũng như là chia sẻ cái quá trình chăn nuôi đà điểu với nhau các bạn nhé. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là 45 độ C thì chúng ta khi nhìn cái ngoại hình bên ngoài của đà điểu thì nó có mấy cái biểu hiện bên ngoài, đó là lông nó sẽ xù lên, nó dựng đứng lên để nó điều hòa cái nhiệt độ cơ thể với cái môi trường bên ngoài. Thứ hai nữa là cái miệng nó có xu hướng là nó sẽ há ra để nó có thể là giảm được cái nhiệt độ bên trong cơ thể của đà điểu các bạn nhé. Và thứ ba nữa là với cái nhiệt độ nắng nóng như thế này thì đà điểu nó sẽ ít vận động hơn các bạn nhé. Chúng ta chú ý, bình thường đà điểu nó rất hay vận động, nó chạy nhảy liên tục cơ, nhưng mà với những thời điểm nắng nóng cao điểm như này chúng ta hiếm khi thấy đà điểu nó chạy lắm. Nó sẽ vẫn đi lại liên tục nhưng mà nó không chạy, thay vì chạy thì nó chỉ là đi lại thôi hoặc là nó đứng. Còn với bản năng của đà điểu thì là nó di chuyển và nó sẽ chạy nhảy liên tục cơ. Đây, một cái xu hướng nữa là nó sẽ tiến lại gần những cái nguồn nước, nguồn phát ra cái hơi nhiệt. Đó là chính những cái khu vực cạnh cái máng uống nước này, đà điểu nó sẽ tập trung nhiều hơn. Nếu mà bây giờ chúng ta sẽ có một vũng nước ở đây thì đà điểu nó sẽ tắm đấy. Hôm nào mình sẽ tạo một cái vũng nước ở đây để cho đà điểu tắm nhé. Mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn xem nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, thì chúng ta đang đứng trước một cái ô nuôi đà điểu nhé. Thì bây giờ là trong quá trình mà chuẩn bị nuôi đà điểu thì quý vị và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái ô nuôi đà điểu như thế này. Đây, phía trước sẽ là cái máng ngăn chạy dọc theo chiều rộng của cái ô nuôi như thế này. Đó, bên cạnh cái máng ngăn thì sẽ là cái máng uống nước. Còn khu vực bên trong thì sẽ là cái khuôn viên để cho đà điểu nó sinh trưởng và phát triển, di chuyển đi lại ở trong này. Bên trong thì chúng ta sẽ bố trí 4 cái khay ăn màu vàng như thế này. Chúng ta sẽ bố trí 4 cái khay ăn chạy dọc xung quanh cái ô nuôi của đà điểu như thế này. Phía trên thì chúng ta sẽ có cái một phần mái che này. Một phần mái che. Và phía trước cái mái che này chúng ta sẽ có một cái tấm bạt. À, buổi tối thì chúng ta sẽ buông cái bạt xuống bảo vệ cho đà điểu, và khi nào mà thời tiết nó mưa thì chúng ta sẽ buông bạt xuống để bảo vệ cho đà điểu nhé. Trong cái ô nuôi đà điểu thì chúng ta sẽ có một cái vách ngăn ở phía trước kìa. Phía trước cái hai cái khe ăn màu vàng ấy, chúng ta thấy có một cái vách ngăn đấy. Chúng ta ngăn cái vách ngăn như vậy thì để cho cái diện tích nó vừa phải, nó phù hợp với đà điểu thôi. Khi nào đà điểu nó lớn dần thì chúng ta sẽ lấy rộng cái vách ngăn đi. Còn khi đà điểu nó còn bé thì chúng ta sẽ ngăn lại, thu hẹp cái diện tích nuôi đà điểu lại để cho nó có thể là di chuyển xung quanh cái khu vực máng ăn máng uống thôi. Thì như vậy nó sẽ ăn uống được tối đa cái lượng thức ăn mà chúng ta cho nó ăn hàng ngày. Còn trong quá trình mà trước khi chúng ta mà chuẩn bị nhập đà điểu về thì chúng ta phải làm mấy cái bước như sau. Đây mình sẽ xin chia sẻ cho quý vị và các bạn biết phải làm như thế nào. Đây là một cái ô nuôi đà điểu các bạn nhé. Phía trong này là cái nền cát đen này. Trước khi mà quý vị và các bạn chuẩn bị nuôi đà điểu thì chúng ta sẽ phải là sát trùng xử lý cái khu vực nuôi đà điểu. Ở đây thì cách chúng ta xử lý sát trùng thì quý vị và các bạn hãy làm như sau. Chúng ta sẽ rắc vôi lên bề mặt của cái ô nuôi đà điểu, sau đó là chúng ta sẽ xới đất, xới cát lên để đảo đều lên. Để sau đó chúng ta sẽ phơi nắng để đảm bảo là cái đất hoặc là cái cát mà chúng ta sử dụng để nuôi đà điểu đấy nó hoàn toàn là diệt hết những cái nấm mốc, vi trùng, virus, vi khuẩn gây bệnh cho đà điểu trong quá trình nuôi nhé. Đó là cách mà chúng ta sát trùng chuồng trại. Khi mà chúng ta phơi nắng được tầm khoảng 1 tuần rồi thì chúng ta sẽ san cái bề mặt này nó phẳng ra. Chúng ta sẽ rải một lớp vôi lên trên, sau đó là chúng ta sẽ rải một lượt cát mới lên trên. Và đây là một cái ô nuôi đà điểu sau khi đã được xử lý sát trùng chuồng trại xong. Rải một lượt vôi lên trên bề mặt, sau đó là một lượt cát lên trên bề mặt. Thì như vậy là cái ô nuôi này đã hoàn toàn đảm bảo để cho chúng ta chuyển đà điểu vào bên trong này để nuôi dưỡng nhé các bạn nhé. Đấy là cái bước đầu tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị để đón đà điểu về. Còn khi mà chúng ta chuyển đà điểu về thì mình xin tư vấn cho quý vị và các bạn là cách chăm sóc đà điểu như sau. Cái cách mà chúng ta chăm sóc đà điểu một cách hiệu quả nhất ấy, thì là hàng ngày chúng ta sẽ pha thuốc bổ và nước, và chúng ta sẽ bơm trực tiếp cho từng con một. Với cái lượng thuốc là bên mình tư vấn là 1 gam thuốc. Ví dụ là chúng ta sẽ sử dụng là 1 gam men tiêu hóa này. Trên một con đà điểu này, trên một ngày này. Còn cái vitamin tổng hợp thì chúng ta sẽ sử dụng là 0,5 gram trên con trên ngày. Cái vitamin ADE cũng là 0,5 gram trên con trên ngày. Cái glucosa C là 0,5 gram trên con trên ngày. Chúng ta pha vào nước, chúng ta bơm trực tiếp cho từng con nhé. Đấy là cách mà chúng ta sử dụng thuốc bổ một cách hiệu quả nhất, mà sẽ giúp cho đà điểu của chúng ta nó hấp thụ đầy đủ chất những cái thuốc bổ mà chúng ta bổ sung cho nó, tránh lãng phí và tránh không hiệu quả. Còn cách cho ăn cho uống thì hết sức đơn giản thôi. Cám thì chúng ta sẽ rải lên trên cái máng ăn như này cho đà điểu ăn tự do trong ngày. Còn rau xanh, mỗi lần chúng ta cho ăn rau xanh thì chúng ta sẽ rải lên trên cái cám này. Thì khi mà chúng ta rải rau xanh lên trên ấy thì cái xuống là nửa tiếng sau hay 1 tiếng sau đà điểu sẽ ăn hết rau. Sau đó chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại bổ sung rau xanh tiếp. Đó là cách chúng ta chăm sóc đà điểu và nuôi dưỡng đà điểu. Ở phía xa xa kia là quý vị có thể nhìn thấy những cái thảm đỏ nhé.
Những cái thảm đỏ đấy là sau khi mỗi lần sử dụng thì chúng ta sẽ phải giặt, chúng ta phơi khô lên. Và buổi tối ngày hôm sau chúng ta sẽ mang vào chúng ta sử dụng. Ví dụ như là buổi tối đêm. Buổi tối đêm ví dụ như thời tiết như bây giờ là bên mình tầm khoảng là 8 8 9 giờ hoặc là 10 giờ bên mình sẽ trải thảm ra đây cho đại tiểu nó nằm. Và buông cái bạt xuống để quây kín bảo vệ cho đại tiểu. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ chăm sóc đại tiểu một cách khoa học, hiệu quả và an toàn. Đây là những cái thùng mà bên mình đóng đà điểu này, vẫn như mọi khi thôi. Một cái thùng này bên mình sẽ đóng một con đà điểu. 6 con đà điểu thì sẽ được đóng trong 6 cái thùng này. Hai cái thùng sẽ ghép vào là một nhé các bạn nhé. Hai thùng ghép vào là một để cho cái cước xe nó sẽ phù hợp và nó sẽ được giảm đi. Còn số lượng đà điểu thì một thùng chỉ đóng được một con thôi. Đó là cách bên mình bảo vệ đà điểu trong cái quá trình mà đóng hàng và gửi hàng cho khách hàng. Quên không nhắc quý vị và các bạn là cái trước cái khu vực nuôi đà điểu của chúng ta thì chúng ta sẽ phải có một cái hố sát trùng nhé. Đây này. Cái hố sát trùng nhé. Trong cái bên cạnh cái hố sát trùng này, sẽ có cái dép này hoặc là ổ chuyên dùng để đi lại bên trong cái khu vực này. Chúng ta tuyệt đối là không được sử dụng cái dép bên ngoài để chúng ta đi vào bên trong nhé. Khi mà chúng ta vào bên khu vực nuôi đà điểu thì chúng ta sẽ phải đi cái dép chuyên dùng và bước qua cái hố sát trùng này, sau đó là chúng ta mới đi vào đây. Đây, quý vị và các bạn nhìn thấy hầm cái dép vôi đây này. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại đã đến giờ bên mình sẽ đóng đà điểu để chuyển ra nhà xe rồi. Hôm nay bên mình sẽ gửi là 6 con về bến xe Hà Giang. Xin được chúc khách hàng của bên mình ở Hà Giang sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc đà điểu một cách hết sức là thuận lợi, và những con đà điểu này sẽ phát triển một cách tăng trọng và phát triển một cách tối đa nhất, sẽ không gặp bất kỳ cái vướng mắc gì trong quá trình nuôi dưỡng cả. Còn nếu mà trong quá trình nuôi dưỡng mà gặp bất kỳ cái vướng mắc gì thì quý vị khách hàng hãy điện thoại trực tiếp cho bên mình để được bên mình tư vấn một cách kịp thời luôn các bạn nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.